Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, quý linh mục của Chúa và tất cả những quý vị đã đến với chương trình Phụng vụ Thánh của Trung tâm Mục vụ Đa Minh do các cha Đa Minh Việt Nam tại Hàn Quốc phụ trách, và chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân, dòng Đa Minh. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang bước đi trong những ngày của mùa phục sinh, một cái mùa mà mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui, nhiều niềm hy vọng tràn trề, và nhất là nhắc nhở nhiều đến đức tin mà được luôn luôn nhắc nhở. Nhưng mà ngoài việc chúng ta trong cái mùa này, nó ngoài việc chúng ta mừng đại lễ phục sinh, mùa phục sinh, chúng ta còn một cái bước của tháng hoa, là một tháng rất là quan trọng đối với người Kitô hữu của chúng ta. Đặc biệt là ngay tại vùng Houston này của chúng ta, nếu những ai đã ở Houston trong vòng 12 năm vừa qua thì chúng ta không thể nào không biết đến sự kiện đó là Đại hội Thánh Mẫu La Vang tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston, Texas. Và nhất là năm nay đã là kỳ 12 rồi, tại cái Đại hội Thánh Mẫu La Vang của chúng con khởi đi từ năm 2012. Lúc bây giờ thì linh đài mới được hình thành, được xây, được khánh thành vào năm 2011. Thì chính năm 2012 là lúc bây giờ cha cố Giuse Đỗ Trung, lúc bây giờ ngài còn sống, thì ngài đã lợi dụng cái linh đài rất là khang trang mà mới xây, nó còn mới tinh như thế, đã làm cái Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ 1. Để rồi sau đó là có cha John Batista Nguyễn Đức Vượng đã về đây là với chúng con để làm cái thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, và cho đến bây giờ đã là cái thứ 12 rồi. Thì tháng 5 luôn luôn là một cái tháng mà ai cũng thích hết, vì hoa nó nhiều lắm, hoa nó nhiều lắm, mà nhiều khi không biết làm cái gì, xin lỗi nói hơi quá đáng, biết làm chứ hoa là mang là trưng đấy. Nhưng mà chính vì hoa nó nhiều như vậy, thành ra chúng con cũng đã trong cái chương trình Phụng vụ Thánh này cũng đã từng nhắc đến tháng 5 là tháng để chúng ta dâng hoa cho Đức Mẹ mà nó khởi đi từ châu Âu. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cái chương trình dâng hoa, nó phải nói là to lắm, vĩ đại lắm, lớn lao lắm, ở bên nhất là về ngoài Bắc mà ta dâng hoa là ta coi là ta mê luôn. Thành ra là bây giờ đã bước vào tháng hoa rồi, tháng 5 rồi, thì trong cái bài của Phụng vụ Thánh này, chúng con xin cùng với tất cả quý cụ bà và anh chị em dành đôi phút ngắn ngủi này trong cái chương trình này để chúng ta cùng họ hỏi theo cái cách dâng hoa theo kiểu người Việt Nam của chúng ta, dâng hoa theo kiểu châu Âu, hay là còn cái kiểu nữa, là tại vì chúng ta đừng quên là chúng ta đang sống trong những ngày tháng của năm thánh Thomas Aquino nữa. Thành ra là hôm nay chúng ta sẽ, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi thánh Thomas có biết dâng hoa hay không, và dâng hoa theo kiểu của thánh Thomas là dâng hoa kiểu gì. Vâng, xong để cho quý cụ bà và anh chờ đợi lâu nữa, chúng con sẽ được xin kính chào cùng với tất cả quý cụ bà và anh chị em. Chào, kính chào cha Giuse Đinh Văn Nghị, con kính chào cha bề trên. Vâng, kính chào cha xứ, kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Con thấy rằng ở nhà giáo xứ giáo xứ La Vang ở đây, con thấy rất là nhộn nhịp. Dạ vâng. Con thấy nhộn nhịp lắm. Mấy ngày nay. Dạ vâng. Bây giờ thực sự ra ngài nói rằng ở đây đó là mùa này là mùa hoa nhiều, cũng đúng nhưng mà cũng không đúng. Dạ bởi vâng. Vì xem ra rằng cha xứ con thấy mặt mũi rất là đang lo lắng, bởi vì tiền hoa tuy rằng đúng mùa, dạ vâng, nhưng mà vẫn còn nặng lắm. Vâng, nó rơi vào cái Mother's Day á, thưa vâng, bề trên và quý vị. Thật ra một cái bông như vậy là có thể là 3-4 đồng, 5 đồng một cái, dạ đấy, vâng, dễ sợ lắm. Vâng, vì do đó thì Đại hội Thánh Mẫu thế nào cũng phải có nhiều hoa, bởi vì trong đang tháng hoa tưng bừng lắm, rất tưng nhiều luôn. Cái hay hơn nữa mà như cha xứ có nhắc đó, là mỗi lần mà con Đức Cha mà người ngoại quốc đến vâng, thăm các giáo xứ Việt Nam, và đặc biệt là thăm Giáo hội Việt Nam ở Việt Nam, dạ vâng, vào những mùa này, dạ vâng, thì rất là ấn tượng với các đoàn dâng hoa. Vâng. Bởi vì nó có đủ 3 điều này. Vâng. Cái điều thứ nhất đó là rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Và thứ hai nữa đó là những người dâng hoa ở bên Việt Nam con thấy rất hay, là vừa có nam vừa có nữ. Vâng. Và con thấy như các đức cha nói, thường thường nói chuyện với con á, nhất dạ là vâng, đức cha Thái dạ vâng, bảo những cái người dâng hoa trong đoàn dâng hoa của giáo hội Việt Nam đó, nam cũng đẹp và nữ cũng đẹp. Dạ vâng. À, nữ đẹp hơn. Dạ vâng. Không, ngài nói rằng cả rằng cái tiếng con phải dịch sang đó là người nữ dâng hoa rất đẹp, người nam dâng hoa rất là thanh tú. Dạ vâng, đúng rồi. Cái điều thứ ba con nghĩ quan trọng hơn. Dạ vâng. Đó là khi mà các ngài, khi mà cái kiểu diễn tả của vũ công ở phía bên này, dạ vâng, là người thường thường đó, người ta diễn tả cái đẹp của con người. Dạ vâng.
để diễn tả ra một cái điều gì đó mà từ con người. Nhưng mà cái kiểu dân hoa của Việt Nam, thưa cha, hoàn toàn khác hẳn. Khi các ngài mà được tham dự một buổi tham dự, ngài nói là participate, not watch. Tức là không phải nhìn một đám dân hoa. Nhưng mà các ngài nói rằng tham dự một buổi dân hoa thì thấy rõ ràng cái buổi dân hoa đó nói lên tâm tình của một người con đối với người mẹ trên trời. Và đấy là cái chính của cái việc dân hoa. Con hy vọng rằng các đoàn dân hoa của cha xứ Trần Thiên Ân, của giáo xứ La Vang đây cũng phải sẽ đạt đến tình trạng đó. Vâng. Là cái đẹp vì kiểu múa, không phải diễn tả đẹp vì màu áo, không phải diễn tả đẹp vì hoa. Những điều đó rất cần. Nhưng mà nếu thiếu một cái là mỗi lần dâng hoa là không những rằng biểu lộ tâm tình của mình đối với người mẹ hiền, còn hơn thế nữa, giúp cho những người tham dự được nâng tâm tình lên tới Đức Mẹ. Cái đó mới gọi là dâng hoa đích thực. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Đại khái như nãy giờ cha bề trên có nhắc nhở chúng ta là dâng hoa chỉ là một cái phương thức thôi, nhưng mà làm sao chúng ta lột tả được cái ý nghĩa của nó ẩn tàng ở trong đó rất là quan trọng. Ví dụ hôm nay con có nói là chẳng hạn là 2011 thì nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Houston này đã khánh thành một cái linh đài rất là to, cùng với cái nhà nguyện đằng sau linh đài. Như vậy thì không phải vì nó có cái cơ sở rồi cha Giuse Đỗ Trung mới bày ra cái chuyện dân gọi là đào thánh mẫu La Vang này đâu, nhưng mà có lẽ là ngài trong cái lòng ao ước của một người tu sĩ đam minh lúc nào cũng thế. Đối với người tu sĩ đam minh là rất thân thương với Đức Mẹ Mân Côi, thì và tháng hoa là rosary cũng là hoa, rồi tháng hoa cũng là hoa, thành ra là cha mới nghĩ ra là dùng cái tháng năm để mà dân gọi là đạo thánh mẫu La Vang. Thì thứ nhất là để cho mọi người nhận ra cái sự hiện diện của mẹ La Vang tại các giáo xứ này, vì giáo xứ La Vang là bổn mạng của giáo xứ La Vang chính là Đức Mẹ La Vang mà, thành ra là đã chọn ngài rồi thì phải, nhiều khi chọn rồi thì mình phải chọn mặt thì gửi vàng, chúng ta phải nhận ra cái sự hiện diện qua cái đạo thánh mẫu La Vang để mọi người nhận ra cái sự hiện diện của người mẹ hiền của chúng ta, rồi nhận ra thế là đầu tiên thôi, nhưng mà còn bày tỏ cái lòng yêu mến của chúng ta dành cho Đức Mẹ La Vang nữa. Chính vì vậy mà ngài đã có cái đạo thánh mẫu La Vang đầu tiên, và để rồi có cái thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Nhưng mà con nhớ có một lần cha nhắc, cha bị trên nhắc là thật ra không phải chỉ cái đó, là cái việc chúng ta dâng hoa không phải là cái devotion mà của cách như là cá nhân đâu, nhưng mà đây là cái việc của giáo hội luôn, chẳng hạn như bằng chứng khởi đi từ công đồng Vatican No. 2, đúng không thưa cha? Vâng, thực sự đó thì là ở các nơi đó, dạ vâng, là người ta thường thường là dâng hoa theo kiểu là nói lên tấm lòng. Dạ vâng. Thực sự đây là cái điều căn bản như cha nói đó, là có thể cha cố chung là cũng đi theo cái đó. Dạ và vâng, con thấy rằng tâm tình của cha cũng có cái đó. Đó là chúng ta nhắc nhở lại rằng cái đức tin của chúng ta đó là đức tin phục sinh. Dạ vâng. Đức tin của một con người đã được qua cái chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô, mình đón nhận sự sống mới, ơn phục sinh cho từng người. Dạ vâng. Do đó thì chúng ta sống cái đức tin của chúng ta, thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong cái đời sống đức tin đó, Đức Mẹ, Đức Maria là Thánh Mẫu Thiên Chúa có một vai trò rất đặc biệt. Dạ vâng. Là bởi vì chính nhờ mẹ và ngôi hai Thiên Chúa đã đến cứu chuộc loài người. Dạ vâng. Và khi mà Ngài cứu chuộc hoàn tất đó, thì Ngài lại trao phó giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Dạ vâng. Đây là cái điều mà Thánh Thomas Aquino của cha luôn luôn nhắc nhở. Dạ vâng. Cái điều thứ nhất là Đức Mẹ xin vâng, của Đức Mẹ, lời xin mẹ xin vâng, vâng là lời xin vâng trường kỳ. Vâng. Lúc đầu xin vâng để ngôi hai Thiên Chúa và trong cung lòng của mẹ. Cung lòng của mẹ. Và đời thứ hai dưới chân thánh giá, Ngài lại xin vâng để tiếp tục bảo trợ giáo hội. Dạ vâng. Trong sứ mạng của giáo hội. Đây là con mẹ. Hèn chi cái lối của ông Thánh Thomas đó là nói về Đức Mẹ, về cái điều này. Dạ vâng. Rất là tuyệt vời. Vâng. Và vì vậy chi này con nghĩ rằng trong tất cả các lòng sùng kính mà đúng đó, như ông Thánh Thomas ông đã viết, và con thấy rằng công đồng Vatican thứ hai đó, dạ vâng, trong cái hiến đặc biệt là hiến chế Lumen Gentium, dạ tức vâng, là ánh sáng của giáo hội, dạ, thì tổng kết là cái việc sùng kính đích thực đối với Đức Mẹ Maria nó gồm bốn cái điều này. Bốn điều. Mà bốn điều cũng là bốn điều mà ông Thánh Tomaso của cha đó
là ông ấy đặc biệt vậy cha, thần học rất là cao cả, nhưng bài giảng của ngài đó hay đời sống của ngài để chúng ta sẽ bàn tới rất là thực tế. Nó gồm bốn điều này. Thứ nhất đó, là chúng ta tôn kính Đức Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Yeah. Đấy, qua Mẹ mà Đức Giêsu Kitô đã nhận được cái thân thể đó, và Đức Mẹ làm người. Đó, và hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Athanasio cũng vậy luôn, là Đức Giêsu nhân tính và thân tính hợp lại là một. Đấy là điều thứ nhất, tôn kính vì người là Mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, việc chúng ta tôn kính Đức Mẹ không đủ, chúng ta được yêu mến Mẹ nữa. Bởi vì Ngài thực sự là Mẹ hiền của chúng ta. Đấy, người Mẹ hiền này xin vâng ở nơi thập giá. Và cái lời xin vâng đó luôn luôn nhắc nhở qua cái việc là Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đấy là cái sự xin vâng của Mẹ. Vì vậy chúng ta yêu mến. Nhưng mà yêu mến không thì cũng chưa phải là con người. Khi chúng ta yêu mến một ai thì chúng ta tin rằng khi chúng ta gặp cái sự khó khăn thì chúng ta có thể nhờ người đó. Và vì vậy công đồng liệt kê cái điều thứ ba trong việc sùng kính đích thực, đó là chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ. Để Đức Mẹ, không phải Đức Mẹ, không phải là Thiên Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ để qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Và lời cầu bầu của Đức Mẹ được nhìn nhận là rất có hiệu năng đặc biệt. Đấy, vì như Thánh và cả Thánh Thomas Aquino của cha cũng gọi Đức Mẹ là người cầu bầu rất hiệu năng. Có đấng thánh gọi hơn là toàn năng nữa. Là bởi vì Đức Mẹ là cái người, đặc biệt là theo lúc mà ta nhớ là tiệc cưới Cana. Đấy, thiếu thốn, Chúa Giêsu nói rõ, giờ ta chưa đến. Mặc dù chưa đến. Chưa đến, nhưng Đức Mẹ hướng dẫn nên. Mà Đức Mẹ khôn lắm. Đức Mẹ ngỏ lời. Ngài bảo gì thì cứ làm y như vậy. Dạ vâng. Để cho giờ của Ngài đến. Dạ vâng. Để cho nên chỉ cái lối Đức Mẹ sắp xếp ra. Do đó đó thì điều thứ ba là giáo hội nhắc nhở chúng ta là khi gặp khó khăn nên chạy với Đức Mẹ. Và cái điều thứ tư thường là ta quên nữa mà dạ vâng. Thánh Tomaso đặc biệt nhấn mạnh. Đó, và trời con sẽ chia sẻ với cha và quý cụ quý ông bà và anh chị em lời kinh của Ngài đó. Dạ vâng. Cái điều thứ tư trong cái việc sùng kính Đức Mẹ là chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ. Dạ vâng. Bởi vì Đức Mẹ là mẫu gương nhân đức, là cho toàn tín hữu và là người họp, cứ là kết hợp mật thiết với, không phải chỉ với Đức Giêsu Kitô mà thôi, nhưng mà qua trên thập giá. Và đặc biệt cha nhớ rằng cái hôm mà Thánh Thần hiện xuống ông, là các thánh tông đồ cầu nguyện dưới sự bảo bọc của Đức Trinh Nữ. Cha nhớ lời tông đồ công vụ nói cái đó không? Đó, do đó thì chúng ta nhớ được mời gọi noi gương Đức Mẹ. Tóm lại, lòng sùng kính của chúng ta về Đức Mẹ như là người Công giáo đích thực thì gồm bốn yếu tố đó. Thứ nhất, tôn kính vì người là Mẹ Thiên Chúa. Tôn kính Mẹ. Thứ hai, yêu mến Mẹ. Thứ hai, vì yêu mến người Mẹ là Mẹ hiền chúng ta. Dạ vâng. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, bởi vì Ngài là người cầu bầu rất là có hiệu năng. Dạ vâng. Và thứ bốn đặc biệt là chúng ta noi gương Mẹ, bởi vì người là mẫu gương mọi nhân đức. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, rất là rõ ràng là tiếng thứ cuối cùng mà và anh chị em, đây không phải dân hoan và là chỉ một cái hành động gọi là devotion hay là cái mà cái là lòng sùng mến của cá nhân nữa, mà đây là của toàn giáo hội mà khởi đi từ năm 1963. Yeah. Đó là công đồng Vaticano II đã nhắc nhở ta bốn yếu tố để chúng ta chạy đến Đức Mẹ trong tháng hoa này. Thành ra là xin mọi người đang đau khổ hay là vất vả, vất vưởng gì đó, hay là vật vã hay cái gì đó vì những cái cơn nghiện của mình, vì tất cả những cái thú vui trần thế đang đẩy mình xa giáo hội mà làm cho chúng ta lầm đường lạc bước và ta đau khổ. Tháng 5 là tháng tốt nhất, đây là một tháng cơ hội cho tất cả mọi người chúng ta hãy đến vì lòng, chúng ta đến với Mẹ, nhất là trong cái đạo Thánh Mẫu Clavan kỳ 12 này. Không phải con quảng cáo đâu, nhưng mà con thấy cái chương trình này của cha đã chính thức nhắc nhở chúng ta có những điều nó đã xảy ra cách đây cả 40-50 năm mà chúng ta quên, 60 năm rồi chưa? Là chúng ta đã quên, nhưng mà chúng ta biết là đấy, chúng ta đến với Mẹ Maria, Đức Chính Nữ Maria với để chúng ta tôn kính Mẹ.
yêu mến mẹ, rồi chúng ta cầu nguyện với mẹ, và cuối cùng là chúng ta không phải chỉ cầu nguyện rồi bỏ phó thác mọi sự cho mẹ, nhưng mà ngay cả chúng ta thay đổi lối sống của chúng ta bằng cách chúng ta noi gương những nhân đức của mẹ. Chính xác. Thành ra nó có đi cái trình tự như vậy, thành ra chúng ta cố gắng mà chúng ta làm. Rồi bây giờ trở về, đấy là của giáo hội, truyền của giáo hội năm 1963-64, thế mà trở về với Thánh Thomas Aquino thưa cha, tại vì chúng ta nhớ là chúng ta đang sống trong ba cái năm thánh của Thánh Thomas Aquino, với việc Ngài được phong thánh, rồi Ngài qua đời, rồi Ngài sinh ra. Tất cả ba cái biến cố này nó đang nối tiếp nhau để cho chúng ta trong những năm thánh này. Thành ra là xin cha cho chúng ta biết thêm về thế Thánh Thomas Aquino. Cái thời đấy là năm 1000, ngày sinh ra năm 1271, thì là nói chung đó là bây giờ chúng ta thấy là Thánh Thomas Aquino đã được sanh ra và lớn lên trong thế kỷ thứ 12. Thành ra là hồi đó có dân hoa không thưa cha? Hồi đó có dân hoa không? Tại vì cái trụ dân hoa này nó không biết là, con nghĩ là hồi đó mình nói cái dân hoa là bây giờ vấn đề rồi. Chính là dân hoa là thế, mãi về sau này mãi về sau này mới có, mãi về sau mới có. Nhưng mà dòng Đa Minh của chúng ta đặc biệt là luôn luôn yêu mến Đức Mẹ và dân hoa lòng. Vâng, ông Thánh Thomas của cha đã nói có dân hoa hay không, thì ông Thánh, con nói rằng ông Thánh Thomas có dân hoa theo kiểu mà đúng với Kinh Thánh. Dạ vâng. Vì vậy con nghĩ rằng nếu mà cha có thể khuyến khích dân chúng đó, dạ, bởi vâng. Vì có nhiều, bởi vì đặc biệt con thích cái câu chuyện có cái ông kia ông bê bối lắm chả, dạ, vâng. Nhưng mà còn những bà vợ thì tốt lành mà cầu nguyện cho chồng quá sức để chồng cố gắng hợp với vợ mà làm gương cho con chứ. Ai ngờ ông lơ là việc đạo đức, nhưng mà ông chỉ được một điều thôi, dạ, vâng. Ông chỉ được một điều là cái tháng năm đó ông đi đâu thì đi, ông ấy cố gắng ông ấy ra vườn, ông hoặc là gặp người ta bán, ông mua hoa về để dâng đóa hoa cho Đức Mẹ. Dạ vâng. Cha biết chuyện gì xảy ra không? Khi mà ông bố mày chết đi qua đời, dạ vâng, mà bố mày đời vẫn rồi. Chưa đạo đức. Dạ. Người vợ lo lắm thưa cha. Dạ vâng. Thì lúc cái chuyện gì xảy ra là lo quá thì cầu nguyện cho chồng, thì chạy đến với cái chỗ qua chỗ kỳ đó là ông Thánh Gioan Vianney đó, cha nhớ không? Dạ vâng. Cha giải sức rồi. Vâng. Vừa gặp một cái trông thấy mặt bà này. Thì ông Thánh nói liền, nói luôn, tôi biết bà đang lo nhưng mà đừng có lo, vâng. Là bởi vì thực sự ra đó, vì những bó hoa, bông hoa đơn sơ mà ông dâng cho Đức Mẹ vào tháng 5, yeah. Thì ông ấy đã được cứu rồi, thưa cha. Vâng, vâng. Do đó thì con thấy cha đang là lo, vâng, về tiền hoa đó. Thì cha yêu cầu các ông nhà tôi đó là trong kỳ này, yeah, mỗi ông phải làm ba sự này. Vâng. Thứ nhất, nhắc nhở rằng người vợ của mình rất mong cho mình đạo đức. Dạ vâng. Bởi vì mình đạo đức thì vợ được nhờ và con cái được nhờ. Dạ vâng, con cái đó là nhất. Do đó, đấy là điều thứ nhất, phải nhớ lại điều đó. Cái điều thứ hai là cố gắng trong những ngày đại hội này đến với Đức Mẹ dâng một bó hoa thực sự. Dạ vâng. Phải có trình với cha sứ Thiên Ân không? Vâng. Nếu mà cha Thiên sứ Thiên Ân không có mặt đó thì đến trình với các cha phó cũng được. Nếu không có ai cứ trình với cha về trên nghị là xong hết. Dạ vâng. Đã là phải dâng hoa thật. Và điều thứ ba quan trọng hơn là dâng đóa hoa lòng. Dạ vâng. Đấy là kiểu ông Thánh Thomas cha. Dạ vâng. Ông Thánh Thomas cái điều quan trọng nhất đến với Đức Mẹ, và thứ hai dâng một bó đó hoa, và đặc biệt là đóa hoa lòng, bởi vì ông Thánh Thomas là người thần học cha mà. Dạ vâng. Thì ông ấy nhắc nhở cho rằng Đức Mẹ được ví như hòm bia Thiên Chúa vậy. Vâng. Và khi mà hòm bia Thiên Chúa thì nó là cái gì? Đó là cái nơi Thiên Chúa ngự trị, cha nhớ không? Dạ vâng. Do đó đến với Đức Mẹ là đến với hòm bia Thiên Chúa. Dạ vâng. Đây là kiểu ông Thánh Thomas của cha. Khi mà nhìn cái hòm bia Thiên Chúa của ông thời Cựu Ước á, thì nhớ rằng hoa là một vật được dùng trang trí cho hòm bia giao ước đó. Yeah. Nhớ không? Dạ vâng. Thì nếu mà cha đọc cái sách Kinh Xuất Hành á, nói về hòm bia Thiên Chúa ông Thánh Môi-se đã, nhớ không? Dạ vâng. Thì là ông ấy truyền, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ông Môi-se làm những nụ và những cánh hoa để trang trí nơi cây đèn bảy ngọn đặt trước hòm bia Thiên Chúa. Do đó thì ông Thánh Thomas rất là quý mến khi mà đến với Đức Mẹ
là hòm bia Thiên Chúa nên có hòa. Dạ vâng. Và ông ấy cũng theo cái lối bài giảng của ông á, là khi đến với Đức Mẹ là chớ gì, lòng mình nở hòa. Dạ vâng. Và nhớ là Đức Mẹ là luôn luôn kề cận với Thiên Chúa. Vâng. Và cách mà kề cận xưng tụng tốt đẹp nhất đối với Đức Mẹ là dâng những bó hòa lòng. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Thành ra là thì xin cuối cùng mà bạn chị em nhớ, tháng này là tháng chúng ta dâng hoa, là chúng ta phải có như là như ông chồng thì như cha về trên mới nhắc, thứ nhất là phải có cái tháng năm phải là cái tháng chúng ta phải cần phải đạo đức hơn, và chúng ta phải dâng những đóa hoa thực tế, và bên cạnh đó chúng ta dâng đóa hoa lòng của chúng ta, đó là những cái sự hy sinh của chúng ta đó. Kính thưa quý cùng bà và anh chị em, thật ra con phải đính chính một chút xíu, con không có lo là không có tiền mua hoa đâu, cái đó là cha cái đó là cha nghĩ thông cảm cho con, thương cho con mà nói vậy thôi, nhưng mà con lo nhất thời tiết. Yeah. Con chỉ sợ nó đổ mưa xuống là chết thôi. Thành ra là mấy ngày nay lo lắm, nhưng mà đấy, qua cái bài ngày hôm nay chúng ta mới hiểu là chúng ta dâng hết mọi sự cho Chúa, cho mẹ. Đã có Chúa, có mẹ thánh cả Giuse, có các thánh rồi, chúng ta cứ làm hết sức của chúng ta, phần còn lại là của các ngài. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đấy là cái chuyện mà con người chúng ta nào cũng cần phải có. Nhưng mà thiết nhiên là mọi sự là do Thiên Chúa nữa, nhưng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là một cách, nhưng mà chúng ta phải sống làm sao để đáp lại, đáp trả lại cái tình thương đó, lại là một chuyện khác. Chúng ta thấy là mặc dù mẹ yêu thương chúng ta cỡ đó, âm thầm dìu dắt, chở che, nâng đỡ chúng ta cách này cách khác, ban ơn các cái, nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ trơ trơ cái mặt ra, không có biết nhận ra sự hiện diện của mẹ, cũng chẳng biết mẹ ở đâu để mà chạy đến, rồi chẳng biết mẹ ở đâu để bày tỏ cái lòng yêu mến nữa. Mà chúng ta càng bày tỏ lòng yêu mến chúng ta dành cho mẹ nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy cái sự bình an và hạnh phúc nó ngay ở bên cạnh chúng ta thôi. Dạ vâng, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Như cha ngày nãy cha có hỏi con về cái truyền thống dòng Đa Minh. Dạ vâng. Mà bắt nguồn từ cha Thánh Đa Minh là, nhưng mà được đào sâu qua các bài giảng và bài viết của Thánh Thomas, đặc biệt là trong các cái người ta chỉ nghĩ ngài là cái người viết thôi, nhưng mà là ngài là người giảng rất hay thưa cha. Nhưng bởi vì ngài viết nó nổi quá, do đó các bài giảng nó bị lôi đi. Cha đang nói Thánh Đa Minh là Thánh Thomas. Thánh Thomas cứ nổi vậy bằng nhau. Nếu vì nếu mà nói về truyền thống Đa Minh đi, thì vâng, thì thực sự ra Thánh Tomaso cũng qua đời năm cũng ngày sinh ra năm 1943 nhớ không? Dạ. Thánh Đa Minh á, thì sinh năm 1170, còn Thánh Aquino thì sinh năm 1225, năm 1225. Dạ vâng. Đúng rồi, xong rồi qua đời năm 1274, rồi ngài qua được phong thánh năm 1323. Thì đó là thế kỷ thứ 13 là đúng đấy, hơn. Đấy, dạ vâng. Là ngày đó. Thì bây giờ ngài rất là gần với cha Thánh Đa Minh. Vâng. Bởi vì mà nên nhớ rằng dòng Đa Minh của chúng ta đó là người nào vô dòng Đa Minh thì phải nhớ điều này. Dạ vâng. Dòng ta là dòng của Đức Mẹ. Dạ vâng. Ngay từ đầu anh em đã đặt cái gì, xin Đức Mẹ là đấng bảo trợ. Cha dạ nhớ vâng, là mình có đúng nói rồi, chuyện về là Đức Mẹ hiện ra với Thánh Reginaldo. Cha Thánh Đa Minh mà ngài khóc lóc quá không? Đúng rồi. Là ngài với không thấy đến nay, không thấy Đa Minh đâu cả. Đa Minh ở đâu trên ở trời, trên đàng cả. Thì ngài mới xòe áo ra thấy rằng con cái ở trong đấy cả. Lúc nhúc ở trong đó. Đấy. Từ lúc nhúc. Nên chỉ là dòng ta là dòng Đức Mẹ. Nhưng mà như kính như thế nào? Đó là như thế này, ta nhớ này. Là tại sao Kinh Mân Côi đó, người ta bảo là của dòng Đa Minh. Lý do là bởi vì dòng Đa Minh là dòng đi rao giảng thì cần phải học hành, đúng cần rồi, phải chiêm ngắm các mầu nữa, nhiệm. Nhưng mà phải đối diện với tất cả những cái bè rối bè phái của người ta, đâu phải dễ đâu. Đấy. Nó sơi mình luôn ấy. Mà đây là dòng Đa Minh. Anh có học chán cũng chỉ là cãi nhau ông Thánh, cha nhớ ông dạ, Thánh vâng, Thomas không? Dạ. Ông Thánh Đa Minh nhớ. Con đừng có phải lo cãi nhau. Dạ. Nhưng mà hãy dùng lời Chúa. Thì đây dòng Đa Minh đó dùng Kinh Mân Côi để mà nhờ gì? Để mà khi đọc Kinh Mân Côi mà suy nghiệm những suy niệm về những mầu nhiệm trong đạo thì trở thành sức mạnh để chống lại ma quỷ và đặc biệt về những lạc thuyết. Dạ vâng, đúng rồi. Do đó đấy là cái kiểu Đa Minh, vâng, không bao giờ học không. Đúng. Nhưng mà bao giờ học trong cái sự hướng dẫn của Đức Trinh Nữ Maria. Vâng. Do đó vậy trong cái kinh nguyện của Đa Minh đó, ngày thứ bảy bao giờ ngày xưa đó như con ngay thời con cũng còn dạ vâng, là ngày xưa bao giờ ngày thứ bảy cũng đọc kinh phụng vụ về Đức Mẹ chứ ạ. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta bảo bận rồi thì thôi, nhưng mà thực sự ra thì ngày thứ bảy là giáo hội khổ, bây giờ
cũng hướng về Đức Mẹ nhiều, do đó thì để cho dễ hơn thì phải nhập vào giáo hội thôi. Nhưng mà dòng Đạo Minh ngay từ đầu là như vậy. Nhưng mà nhớ rằng cái kỳ tháng 5 đó, tháng 5 là cái mùa xuân, thì dòng Đạo Minh ngay từ đầu đã đặc biệt là có lòng sùng kính Đức Mẹ hơn, tung hô Đức Mẹ hơn. Và cái ông chân phước Henry Suso dòng Đạo Minh ở thành Constance đó, là ông ấy là người đầu tiên, ông ấy tìm người đầu tiên là ông ấy soạn cuốn sách nhỏ về lòng sùng kính Đức Mẹ, thì ông đã đặt tên những cái ông ấy đặt tên những quyển sách đó là những lời chào. Trong đó có những bài tôn kính Mẹ Maria trong suốt mùa xuân. Đấy, vì vậy chi để khi mà tổ chức về đóa hoa Đức Mẹ đó theo kiểu thánh Tomaso đó, thì thánh Tomaso bảo con phải nhớ như thế này, là khi mà chúng ta đến với Đức Mẹ thì chúng ta ca ngợi, dùng những lời chào, đặc biệt những hình ảnh trong Kinh Thánh để mà dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng tượng trưng cho tấm lòng của con cái muốn dâng lên Mẹ, hay là ca ngợi một nhân đức nào đó. Vì vậy về sau này đó là con thấy rằng kiểu dâng hoa của ngoài Bắc mà gọi là sứ dòng đó cha. Sứ dòng tức là dòng Đạo Minh đấy, ngoài Bắc đó, thì hoa biểu trưng cho lòng người mẹ, cho tức là dòng đức, lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và cũng biểu trưng cho lòng con người. Thí dụ như là dùng hoa màu trắng để biểu trưng sự trong sạch khiết tinh lời mẹ. Để diễn tả lòng con người cũng muốn học được nhân đức khiết tịnh, vươn tới đó. Dạ vâng. Hoa hồng thì màu đỏ diễn tả lòng mến nồng nàn mà Đức Trinh Nữ Maria đã dành cho Thiên Chúa. Dạ vâng. Và lòng người cũng mong muốn được có cái sự yêu mến nồng nàn như vậy. Rồi thì hoa lan thì tượng trưng cho sự trung thành và mạnh mẽ can đảm nơi mẹ. Chúng ta cũng mong như vậy. Đấy, rồi màu tím thì tượng trưng cho sự khiêm tốn, thí dụ như vậy. Thì đấy là cái điều mà ông Thánh Tomaso nhắc nhở mỗi lần chúng ta đến với Đức Mẹ là dâng tấm hoa lòng, là dâng kiểu như vậy, thưa cha. Vâng, thì đó là cái chúng ta thấy rằng nó có ý nghĩa đằng sau hết tất cả mọi sự. Thành ra chính vì vậy mà cái buổi học hỏi ngày hôm nay chúng ta là ngoài về việc chúng ta thấy rằng chúng ta nhận ra tháng năm là tháng hoa kính Đức Mẹ, rồi chúng ta phải làm sao đây, chúng ta phải dâng hoa kiểu nào đây, mà nhất là chúng ta học hỏi theo cái kiểu Thánh Đa Minh. Rồi có lần cha cũng nói về thật sự là trong cái kinh cầu Đức Bà nó cũng nhiều cái tước hiệu của Đức Trinh Nữ Maria, đúng không cơ? Tuyệt vời. Thật sự không phải là mình cứ đọc là Đức Bà như thế, rồi là Đức Bà là tòa đứng khôn ngoan, rồi Đức Bà Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Vâng. Đức Bà như hoa hường màu như vậy, vân vân và vân vân, để cứ cầu cho chúng con, chúng ta cứ cầu cho ông con riết thôi. Nhưng mà nhiều khi tất cả những cái đó là cũng đi vào cái chiều hướng của dòng Đạo Minh, đúng không thưa? Vâng. Bắt đầu từ cái dòng Đạo Minh á, ngày xưa khi mà mình cho nhớ tối nào thì cũng hát kinh sản về. Kính chào Đức Mẹ. Rồi trong cái đời sống thường nhật hàng ngày là luôn khi suy gẫm đó, thì luôn luôn suy gẫm với Mẹ Maria. Vâng. Đấy, thì nhưng mà cái kiểu của ông Thánh Tomaso ông dạy đó, thì đây là ông bảo rằng chúng ta phải nên nhớ là bao Đức Mẹ là người qua cái sự xin vâng của Ngài đã đưa Chúa Giêsu vào trần thế đến cho con người. Đúng không? Đúng. Và sau khi mà Chúa Giêsu lên trời rồi thì Đức Mẹ cũng là người hướng dẫn con cái của giáo hội và toàn thể giáo hội đến với Chúa Giêsu. Vậy thì theo cái phương pháp của ông Thánh Tomaso là ông là gì? Ông bảo rằng luôn luôn quy chiếu về Kinh Thánh. Đúng rồi. Đó, do đó thì nhớ rằng nếu mà nó nhớ về lời mẹ xin vâng như vậy thì nhớ rằng mẹ là người Mỹ, người nữ tuyệt mỹ và đấng đầy ơn sủng. Dạ vâng. Đấy, cái đấng đầy ơn sủng không phải là mình bịa ra. Dạ vâng. Nhưng mà vì chính Thiên Chúa đã sai Thánh Thần, Thiên Thần tới để chào mẹ là đấng đầy ơn sủng. Dạ vâng. Vì vậy đầy ơn sủng đó không phải chỉ nơi mẹ không, nhưng mà Đức Mẹ nhận nơi Thiên Chúa và được hoàn thiện qua việc Ngài đứng trên thánh giá để làm gì? Để khi chúng ta đến với Đức Giêsu Kitô thì để đến với Đức Mẹ thì Mẹ đưa đến với Đức Giê, đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu là nguồn mạch ơn sủng để chúng ta cũng nhận được ơn sủng đó. Dạ vâng. Do đó đối với ông Thánh Tô Ma đó dạ vâng. là ông hay lắm trời. Dạ. Thế thì Đức Bà là
sao mai sáng vậy. Vậy đúng rồi. Đấy là lấy từ tư tưởng ông Thánh Tomaso. Yeah. Ông Thánh Tomaso thì con người đây là cái kiểu ông làm mà con nghĩ cha con mình từ nay phải học đó. Yeah. Ông Thánh Toma của cha đã ca ngợi Đức Mẹ như thế này. Này, cái tên Maria ở trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Có nghĩa là sao biển. Đấy thì ngày chính ngày viết như này, Maria có nghĩa là sao biển. Vì vậy, ví như thủy thủ được sao biển hướng dẫn vào hải cảng thế nào, thì các Kitô hữu, tức là chính chúng ta, muốn tới vinh quang cũng đều phải nhờ sự cầu bầu và hướng dẫn của hiền mẫu Maria như thế. Đấy, cho nên hèn chi cái lối mà sùng kính của Thánh Tomaso là rất là bắt nguồn từ Kinh Thánh và luôn luôn là qua đó để mà nuôi dưỡng và hướng dẫn lòng sùng kính của mình. Bởi vì chính Đức Mẹ, cái tên của Ngài là tên Thiên Chúa ban cho, là ngôi sao biển. Dạ vâng. Là Ngài hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tới sự trọn lành. Vâng. Và cuối cùng làm sao đạt được nước thiên đàng cho chính chúng ta. Dạ. Và biển thì nó đen tối lắm. Chúng ta đi biển ta thấy nó đen tối lắm. Thành ra cái sao biển là cái nơi mà dẫn dắt chúng ta là tốt nhất. Tại vì trong một cái đêm tối ngoài biển như vậy, làm sao chúng ta thấy đường ta đi? Tất cả mọi nơi nước đen thui đen thủi hết. Thành ra sao biển là mẹ, là sao biển là như vậy để mà dẫn dắt chúng ta. Và hôm nãy cha có nói là Đức Mẹ là người tuyệt mỹ, là một cái đấng và đầy ân sủng vân vân. Thật ra mẹ Maria không phải là người phụ nữ duy nhất được đầy ân sủng đâu, mà chính bà Eva là người đầu tiên đầy ân sủng rồi, nhưng mà bà không giữ được cho mình, bà lại đưa tay hái trái cấm, bà mất cái đầy ân sủng đó. Nhưng mẹ Maria, mẹ được đầy ân sủng như bà Eva như vậy, nhưng mà mẹ Maria là một Eva mới, từ đầu đến đuôi chỉ có trung thành với Chúa, trung thành với Chúa, trong sạch, khiêm tốn tất cả mọi sự. Chính vì vậy mà mẹ đã giữ được cái điều mà Thiên Chúa trao ban cho Ngài, mà Eva thì không. Và cuối cùng là chính vì vậy mà chúng ta thấy tháng hoa là gì. Hôm nãy cha có nói một lần nữa, cha bị chưa nhắc và nhắc lại những người mà nãy giờ chưa kịp nghe vào chương trình, đó là thứ nhất, Công đồng Vatican nhắc là tháng hoa là gì. Chúng ta đến để chúng ta tôn kính mẹ, chúng ta đến để chúng ta yêu mến mẹ, chúng ta đến ta cầu nguyện với mẹ, và cuối cùng chúng ta đến để chúng ta noi gương bắt trước mẹ. Cái đó là cái điều mà tháng năm mà người chúng ta được mời gọi để làm những điều như thế. Và Thánh Thomas Aquino đã khởi xướng lên cái điều này cách đây là rất là nhiều, mấy trăm năm rồi. Thành ra mỗi người chúng ta hiện giờ chúng ta lại sống cái giây phút đó là có điều rất quan trọng. Rồi con nghe nói, con trước khi cha đi, con thấy cha nói câu hay quá. Con mời cha. Là bà Eva và Maria. Dạ vâng. Mà đấy là cái điều mà Thánh Tomaso đó là theo các thánh giáo phụ trước ngài. Vâng. Thì gọi Đức Maria là Eva mới. Eva mới. Dạ. Nếu cha biết như ông Thánh Tomaso ông bảo Eva mới khác Eva cũ ở chỗ nào mà để cho người kia được ân sủng quá nhiều, người này cũng ân sủng quá nhiều mà người này được mà người kia không được. Đánh đối mắt. Cha biết đấy, tại sao mà khác nhau đấy. Xin vâng. Rất hay. Dạ, con cảm ơn là chị. Xin vâng. Vì cái lời Eva không có nói được lời xin vâng. Vâng. Mà Đức Mẹ nói được lời xin vâng, do đó mang lại kết quả gì? Là Đức Mẹ Maria đã, Eva mới đó, liên hệ mật thiết với Đức Kitô. Đúng và rồi. Vì Đức Kitô mà Ngài trở thành cùng với Đức, cùng với như ngày xưa các thánh gọi là Ngài máng chuyển ơn sủng đến cho nhân loại là vì thế. Vâng. Qua cái lời xin vâng của Ngài tuyệt vời. Con cảm ơn cha, còn cảm ơn cha rất là nhiều. Đấy, nói tóm lại là cha bị trên mới nhắc là cái điều khác biệt giữa Eva và Đức Mẹ Maria là như vậy. Eva không có Chúa Kitô, còn Đức Mẹ Maria luôn có Chúa Kitô. Thật ra mỗi người chúng ta không phải chúng ta chỉ có bám vào mẹ, chúng ta gạt Chúa Kitô ra khỏi cái... đến với Đức Mẹ là mẹ dẫn tới Đức Mẹ Kitô. Dẫn đến Kitô chắc chắn nhất. Thành ra là chắc chắn nhất, và nên thành ra chính vì vậy không có nghĩa là chúng ta đến với Đức Mẹ chúng ta gạt Chúa Kitô ra một bên, là cái đó là sai. Thành ra là cái đó cũng chính vì vậy mà cái điểm này nó làm cho anh em tin lành họ bị rớt là điểm đó. Họ tưởng là chính chúng ta đến với Đức Mẹ là đất xích. No, chúng ta không đến Đức Mẹ là that's it. Không phải là như vậy, mà chúng ta đến Đức Mẹ để chúng ta có Chúa Kitô, vì mẹ luôn luôn có Chúa Kitô, mẹ mới giữ được cái tiếng xin vâng trọn vẹn. Yeah. Thôi, mình còn ít giờ nữa ít cha. Giờ nữa cha, à? Nói, cha nói hai cái điều về hai cái kinh mà ông Thánh Thomas Aquino rất là thích tâm đắc đi. Tại con nghĩ rằng hai cái kinh, một cái kinh là cha nói là kinh hãy nhớ là của ông, không phải của ông viết mà của mà chúng ta của Thánh Bernardo. Bernardo là hãy nhớ. Ngay thế kỷ trước ông Thánh Bernardo. Vâng. 1130 mấy đó. Vâng.
thì ông thánh ở thánh Thomas và ông thánh Bernardo. Mà về sau đó là có nhiều người bảo cái kinh này đó là về các cha dòng Chúa Cứu Thế đó, họ đọc nhiều hơn mình. À, mà vâng. Con nghĩ rằng cái này là mình phải coi lại. Vâng. Mình coi lại, bởi vì chính ông thánh cái này có cơ hội để cãi rồi đó. Là cái này phải cãi rồi. Ông mới thích là kinh này đó là của ông thánh Bernardo. Vâng. Và ông thánh Thomas dùng rất nhiều. Là cái kinh đó, lạy thánh nữ đồng trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng lận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con cầu xin. Một chú lòng thương và nhận lời con cùng an. Con biết rồi, nó có chiếc câu là mẹ Chúa Cứu Thế đó. Thật ra dòng Chúa Cứu Thế là thôi cũng được. Nhưng mà Thánh Thomas thì nó còn một kinh thứ hai nữa. Còn một kinh này nữa. Rồi, kinh thứ hai đó là không ai dịch ra cả. Cái kinh này đó là chưa có dịch cho tiếng Việt Nam. Đấy, cho nên người ta chưa biết. Thì ông Thánh Thomas ông viết rằng nên nhớ khi đến với Đức Mẹ phải luôn luôn nhớ rằng Đức Maria là tòa ân sủng. Dạ, vâng. Như Thánh Tông Đồ viết cho tín hữu Do Thái rằng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp rất cần. Vâng. Ông Thánh Thomas của cha không phải là cái người chủy xiêm lắm không, nhưng mà người một người đó là gần gũi với Đức Giêsu trong thập giá, phải không? Dạ, vâng. Thập giá nhớ không? Vâng. Đến nỗi rằng thập giá còn nói thẳng với Ngài. Thập giá biết nói là vì vậy. Vâng. Và nhưng mà ông Thánh luôn luôn là thực tế chạy đến với Đức Mẹ để mong làm sao cho ơn cứu độ của mình còn được chắc chắn. Dạ. Vì vậy chi ông Thánh là luôn luôn khi mà viết bài gì, viết về nhất là lời giảng của Ngài, Ngài luôn luôn nhắc về Đức Mẹ. Vâng. Thì Ngài đấy, Ngài bảo rằng khi Đức Mẹ nói lời xin vâng thì ngôi lời Thiên Chúa, đây là lời người viết, ngôi lời Thiên Chúa đã đến ngự trong cung lòng của Đức Mẹ và Đức Mẹ đã trở nên đền thờ tuyệt vời của Thiên Chúa. Ông viết như vậy thôi à? Không. Dạ. Có. Dạ. Ông còn thêm vào. Để bây giờ bất cứ ai và kể cả chính Ngài. Dạ. Đến với đền thờ này với trọn tâm tình rốt mến thì sẽ được cứu chuộc và được mọi lời cầu xin sẽ được nhận lời. Bởi vì cha nhìn con thì chỉ còn thấy thời gian nó không còn. Do đó thì con trở về với cái kinh của Ngài luôn đi. Đúng rồi. Đó, rất là tuyệt vời thưa cha. Vâng. Là bởi vì Ngài sống trong cái điều căn bản như là đa minh, là luôn luôn suy gẫm các mầu nhiệm cứu chuộc dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ. Dạ. Đấy, thì Ngài mới viết rất căn bản. Mẹ vẫn tiếp tục nói lời xin vâng cho từng linh hồn một. Dạ, vâng. Để Đức Mẹ, để Đức Kitô được sinh ra trong lòng mọi người. Vâng. Đấy là điều ông Thánh viết. Và vì vậy ông Thánh Tổ gồm gói trong cái lời kinh mà ông ấy soạn ra để ông đọc hàng ngày mà ông kính Đức Mẹ. Để là kính Đức Mẹ, để tất cả nói lên cái điều mà về điều thần học cao siêu đó được diễn tả qua cái điều rất đơn sơ như thế này. Dạ, vâng. Đây kinh ông viết như thế này. Coi đây là con tạm dịch ra. Lạy đức nữ trinh Maria đầy ơn phúc ngọt ngào. Đấy, cái ơn phúc rất là ngọt ngào. Dạ, vâng. Là bởi vì nó mang lại cho chúng ta cái sự ngọt ngào trong tâm hồn. Dạ, vâng. Khi chúng ta đến với Mẹ, là ngài xưng tụng là Ngài là thân mẫu của Thiên Chúa đứng đầy tràn sự diệu hiền. Diệu hiền tức là sweetness, yeah. là cái sự gọi là suetudinal, tức là cái sự diệu hiền, tenderness đó. Đó. Rồi thì Ngài xưng tụng nữa, Ngài là người con gái đáng yêu của vua cả tối cao, là nữ vương các thiên thần. Đấy, ông Thánh xưng hô vậy. Vâng. Là mẹ các tín hữu. Mà tại sao cái kinh cầu mà bỏ cái chỗ này ra thì lạ. Yeah. Đấy, rồi ông Thánh nói gì? Sau khi xưng tụng Đức Mẹ như vậy rồi, thì Ngài nói rằng, Ngày hôm nay và mọi ngày trong suốt đời con dâng xin dâng cho mẫu tâm đầy thương xót của mẹ. Con xin phó thác thân xác và linh hồn, mọi lời nói, tư tưởng, những quyết định,
những ý muốn, lời nói, việc làm và toàn thể đời con, và ngay cả cái chết. Ngài phó thác cho Đức Mẹ tất cả mọi sự thuộc về Ngài. Chả thấy rõ ràng không? Dạ vâng. Đấy đấy, và ông thánh Monfort đó, nhớ không? Dạ, the totus tutus, nhớ dạ, không? Vâng. Là dựa theo cái sự hướng dẫn của Thánh Tomaso đây. Dạ, vâng. Để mà nói được. Rồi dạ. Thì ngài tiếp tục cầu nguyện. Nhờ ơn trợ giúp của Mẹ, xin cho tất cả đều quy về đường tốt lành. Đều quy về. Vâng. Theo thánh ý của con yêu dấu Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đấy, ngài xin cho ngài. Rồi ngài này xin gì nữa? Xin Mẹ cầu bầu cùng con yêu dấu Mẹ, cho con ơn kiên quyết chống trả những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ba thù của mình. Ông thánh, đừng tưởng ông thánh là không bị cám dỗ. Dạ vâng. Nếu chúng ta bị cám dỗ thì là chuyện nhỏ thôi. Vâng. Nhưng mà cái chúng ta cần làm là theo gương ông thánh, bám lấy Đức Mẹ vâng. để chống trả lại. Dạ vâng. Chả có luyện tập gì mà không ăn thua được. Dạ vâng. Mà phải gắn bó với Đức Mẹ thôi. Nha. Rồi ông thánh để cầu nguyện nữa này. Lạy nữ vương rất thánh của con cũng nài xin Mẹ cầu giúp cho con được ơn vâng phục và khiêm nhường chân thực trong lòng, để con biết mình thực sự là chi, là con người tội lỗi, gian ác và yếu đuối, một con người hoàn toàn bất lực nếu không có ân sủng và sự trợ giúp của Đấng Tạo Hóa, và không có lời khẩn cầu trợ giúp rất thánh thiện của Mẹ. Đấy, biết con người là hoàn toàn bất lực. Dạ vâng. Thì tất cả mọi sự đều ơn Chúa và lời cầu bầu của Đức Mẹ thôi. Do đó thì ngài cầu nguyện như thế nào? Ôi nữ vương thiên đàng, ngào, xin cầu bầu cho con có được đức ái chân thực. Nhờ đó con có thể tận tình yêu mến người con chí thánh của Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, và cũng yêu mến Mẹ trên hết các thụ tạo khác. Cha thấy có hay không? Vâng. Yêu mến Chúa hết tình và ngay sau đó là Đức Mẹ. Dạ vâng. Bởi vì Đức Mẹ và Chúa luôn luôn gắn liền với nhau. Đấy. Rồi cái lời cầu nguyện của ngài đi tí xíu nữa là như thế này. Dạ. Là ôi nữ vương thiên đàng, xin ban cho con ơn kính sợ và mến yêu người con rất ngọt ngào của Mẹ. Con cũng cầu xin vào lúc cuối đời con được Mẹ là cửa thiên đàng và là trạng sư bênh chữa các tội nhân, che chở phù trì trong sự thánh thiện cao cả và lòng xót thương của Mẹ. Nhờ cuộc khổ nạn vinh thắng và đầy phúc lộc của con Mẹ và qua lời truyền cầu của Mẹ, xin cho con được đầy lòng cậy trông rằng con sẽ được tha thứ mọi tội lỗi khi con qua đời này trong tình yêu mẫu tử của Mẹ và của con Mẹ. Xin Mẹ đưa con vào chốn cứu độ của các bậc phúc nhân. Amen. Thấy cái kinh hay không? Vâng. Điều rằng nó không cái nó hơi dài. Nó hơi cho dài. Cho nên nhưng mà về sau đó là nhờ cái kinh này và các thánh đã sống và đã phát triển ra cái gọi là Mariology, đó là thanh mẫu học rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Yeah. Cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, cái kinh nó dài nhưng mà không sao, cuộc đời này dài ngắn không quan trọng, là mình là rất là để hướng ta đến cái ơn cứu độ của Thiên Chúa rất là quan trọng trong mỗi người Kitô hữu của chúng ta. Và để thay đổi chương trình giờ đây, chúng ta cùng nhau hát cất lời cao lên của lời ca của bài thánh nhạc Mẹ Ngàn Hoa sáng tác bởi Sơn Ca. Xin cha và mọi người cùng bắt đầu. Ơi con đến dâng tiến bó hoa thơm nồng, mùi hương tỏa vương quyến với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thơm ngát thơm tỏa hương chính, sắc đẹp dịu huyền
gặp ngàn đóa hoa sen. Đây hoa chúng con cùng dâng lên mẹ lành, bông hoa ngát hương trăm màu sắc tươi xinh. Mẹ ơi, đoái nhận lòng thanh kính. Hoa kia dấu sinh và hương có đậm đà, nhưng đêm sánh với mẹ còn kém thua xa. Vì đây mẹ là mẹ ngàn hoa. Ngàn hoa trên lá tô thắm ngai vàng nữ trinh, mẹ đem ngàn hoa ánh nét tươi xinh mỹ miều. Lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu, Đức mẹ tươi cười vui nhìn những con yêu. Đây hoa chúng con cùng dâng lên mẹ lành, bông hoa ngát hương trăm màu sắc tươi xinh. Mẹ ơi, đoái nhận lòng thanh kính. Hoa kia dấu sinh và hương có đậm đà, nhưng đêm sánh với mẹ còn kém thua xa. Vì đây mẹ là mẹ ngàn hoa. Vâng, vì đây mẹ là mẹ ngàn hoa, chúng ta dâng cho mẹ tất cả những hoa đó cũng không thể nào sánh với mẹ đâu, tại vì mẹ quá tuyệt vời, quá hoàn mỹ, và mẹ luôn luôn có Chúa Kitô. Đó là điểm mà khác mỗi người chúng ta, vì Eva cũng đầy ân sủng đấy, không có Chúa Kitô thành ra không còn gì hết. Mẹ Maria luôn luôn có Chúa Kitô, đó là điểm mấu chốt trong cuộc đời của chúng ta. Con cảm ơn cha. Vâng, vậy thưa cha, để mà kết thúc lại, kết thúc đi. Thì con nghĩ đây là cái kiểu mà dâng hoa của thánh Thomas Aquino của cha đó, là việc đầu tiên đó, là nên nhớ rằng chúng ta đến với mẹ là người mẹ hiền của chúng ta. Dạ, vâng. Chúng ta đến với lòng như giáo hội dạy chúng ta đấy, lòng tôn kính, yêu mến, rồi cầu nguyện và nhất là bắt trước. Để được như vậy thì luôn luôn khi chúng ta đọc kinh thánh thì chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm, thì luôn luôn là mời mẹ đồng hành hướng dẫn chúng ta suy niệm. Dạ, vâng. Để được như vậy, để gần gũi Đức Mẹ, thì chúng ta thấy hình ảnh đọc theo cái hương Thánh Tomaso đó, từng hình ảnh một trong Cựu Ước như Tân Ước, chúng ta thấy rằng hình ảnh Đức Mẹ ở ngay bên cạnh. Dạ. Thí dụ như là ông Thánh đọc cái lời tiên tri Isaiah nói rằng từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thì đây là trong mùa Giáng sinh chúng ta đọc bài này thì thấy rằng mầm non đó chính là Đức Giêsu Kitô. Thì chúng ta cũng nhìn rộng ra để thấy rằng cội rễ sinh mầm non đó là chính Đức Mẹ Maria của chúng ta. Do đó, để như cha nói đó, là Đức Mẹ và Đức Kitô luôn luôn quyện vào với nhau và không bao giờ xa nhau. Thí dụ như là chúng ta đọc trong sách Xuất Hành thì nói rằng Thiên Chúa nói với Môi-se rằng phần ngươi cầm cây gậy lên, giơ tay lên biển, rẽ nước để cho dân có lối đi khô ráo để mà đi qua đó. Yeah. Thì Thánh Tomaso hiểu như thế nào? Bảo rằng chính Đức Giê-xu là người cứu chúng ta. Yeah, vâng. Đấy, thì Thánh cũng hiểu rằng trong đó có hình ảnh Đức Mẹ là chính Đức Maria đã rẽ đôi biển thế gian cho chúng ta, để chúng ta an toàn bước qua biển thế gian này mà đến với Đức Kitô là đá tảng của chúng ta. Dạ, vâng. Đấy, như vậy đó, thì như cha nói đó, là những kiểu dâng hoa của ông Thánh Tomaso là chúng ta hãy đến với Đức Mẹ. Dạ, vâng. Dâng cho Ngài đó hoa lòng của chúng ta, nhưng mà đừng quên rằng Đức Mẹ từng giây từng phút từng lời nói trong tất cả mọi sự, Ngài đưa chúng ta đến ngay với Đức Giêsu Kitô, để mà như ông Thánh Tomaso kết luận rằng, ví dụ như là
là qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ mà vua cả trời đất đã ban cho Đức Giêsu cho chúng ta, thì chúng ta hãy đến với Đức Trinh Nữ là người đẹp lòng vua cả trời đất đã được Thiên Chúa sủng ái, để không những rằng mang lại sự tốt lành cho Đức Trinh Nữ còn mang lại điều tốt lành cho tất cả nhân loại. Đấy là cái lối dân hòa của Thánh Thomas chúng ta. Vâng. Rất là đa minh thưa cha. Vâng. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha rất là nhiều vì thời gian đã hết và chúng con rất là tiếc khi dừng lại tới đây. Kính thưa quý cụ bà và anh chị em, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ còn tiếp tục đến với nhau những trong suốt tháng hoa này. Chúng con sẽ có thêm những bài suy niệm, hy vọng rằng vậy. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho cha bề trên lúc nào cũng có sức khỏe và cái lòng yêu mến để chúng ta mới làm được cái những cái chương trình như vậy, để cho chúng ta hiểu biết thêm. Con nghe nhiều người nói rất là thích chương trình này vì học hỏi được rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người theo dõi và xin được tạm dừng nơi đây, và chúng con sẽ được hẹn gặp lại quý cụ, quý bà và anh chị em, tất cả quý vị cũng như là cha bề trên vào những dịp kế tiếp. Vâng, chúng con xin kính chúc cha và giáo sư La Vang trong những cái ngày mà tổ chức đại hội Thánh Mẫu La Vang này được mọi sự tốt đẹp, thời tiết tốt đẹp, và nhất là lòng người quy về Đức Mẹ và hưởng được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Xin cha cũng cầu nguyện cho Trung tâm Mục vụ Đa Minh và vâng, cho tất cả chúng con ạ. Dạ vâng, và chúng con kính chào cha. Chủ đề năm nay là Nữ Vương Ban Sự Bằng An, cầu cho chúng con.